Nhã Khanh, em ngủ chưa? Em có biết là vắng em, anh không sao ngủ được không? Lúc chiều em nói về nhà thăm gia đình, thật sự là anh không muốn. Có phải anh ích kỷ quá không em? Alo, em chưa ngủ sao? Em sắp sửa ngủ rồi. Em định gọi để coi chủ nợ của em đã uống thuốc đủ chưa. Anh uống thuốc rồi. Nhưng mà em điện thoại cho anh chỉ hỏi anh là uống thuốc chưa thôi sao? Dạ. Em còn muốn chúc anh ngủ ngon nữa. Như vậy có phải dễ thương không? Em về nhà có vui không? Cũng vui lắm. Vui thì sao? Kể anh nghe với. Không được đâu. Em đang nằm gần hai đứa em gái của em nè. Em mà nói nhiều quá, tụi nó thức dậy á. Sáng mai về em sẽ kể cho anh nghe. Em chúc anh ngủ ngon nha. Cảm ơn em. Em cũng ngủ ngon nha. Thật là đáng yêu. Con. Ngày hôm nay con muốn tới công ty. Con muốn làm gì trở lại? Con nói sao? Dạ con muốn nói là con muốn tới công ty làm gì trở lại. Con trai có ba giỏi vậy à? Nhã Khanh. Dạ. Em xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi lát nữa tới công ty với anh luôn. Sao vậy? Chính em là người khuyên anh nên làm gì trở lại bình thường. Sao bây giờ nhìn em ngạc nhiên quá vậy? Quá. Anh Hoài Tín đặt giải rồi. Dạ em xin phép. Theo ý tôi là vậy đó. Nếu như có cần thiết á, thì mấy anh bàn thêm. Hôm nay có chuyện gì mà giám đốc của mình vui quá ta? Chắc một người quen nào đó của giám đốc đoạt giải khoa học công nghệ đó. Các cô lúc nãy không để ý tờ báo mà giám đốc mình đọc hả? Là tờ báo văn nghệ đó. Giám đốc mình mê văn chương. Thank you.
cho mình phục. Dạ chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Em chúc mừng anh. Được rồi. Dạ em chúc mừng anh. Rất cảm ơn mọi người. Dạ mời. Cảm ơn mọi người nha. Giám đốc của mình có nghị lực ghê ha. Vẫn còn ngồi xe lăn mà đã vô công ty làm việc lại rồi. Mọi người nhìn kìa, nhìn giám đốc vui vẻ như vậy mà trước kia bao nhiêu người đồn không hay về anh ấy. Nhìn cô gái ấy xem, không biết cô ấy có quan hệ gì với giám đốc. Bạn gái hả? Chắc không phải đâu. Còn người giúp việc á, lại càng không phải nữa. Đúng rồi. Vậy là gì cũng giám đốc hả? Hồi nãy tôi nghe họ xưng hô anh em thân mật lắm, nhưng không biết họ quan hệ như thế nào. Nghe nói đâu á, giám đốc của chúng ta có người chăm sóc riêng á. Thôi, giờ đi vô làm việc đi. Thôi đi làm việc đi ha. Thôi đi đi. Thôi đi đi. Bài thơ của Hoài Tím tặng mình đã đoạt giải cao trong một cuộc thi thơ lớn. Giá mà mình biết được anh ấy ở đâu, mình sẽ chạy ngay tới anh ấy để chia vui cùng với ảnh. Hoài Tím ơi, sao tới bây giờ anh vẫn chưa lộ diện vậy? Theo nhận xét của tôi, hiện nay các sản phẩm của công ty chủ yếu là phục vụ người thành thị. Chúng ta tốn rất nhiều tiền quảng bá, tiếp thị sản phẩm. Nhưng Đức Hiền còn là một công ty non trẻ, chưa đủ sức cạnh tranh với mặt hàng nhập ngoại, cũng như các mặt hàng Việt Nam mà đã có tên tuổi từ lâu. Tại sao chúng ta không hướng về thị trường nông thôn, các vùng ngoại thành, là nơi không đòi hỏi về mẫu mã, tên tuổi và những chiêu thức tiếp thị quy mô, chỉ có nghiêng nặng về lợi ích tiêu dùng, đó là chất lượng và giá cả. Anh nói cũng đúng. Một khi sản phẩm của chúng ta đã có chỗ đứng, dù là ở nông thôn hay thành thị, thì cơ hội vươn xa sẽ thuận tiện nhiều hơn. Thôi được rồi, tôi sẽ trình bày ý này với ban giám đốc. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi là người phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã tạo cho tôi nhiều cơ hội để tôi phát huy. Tôi đã không sai lầm khi đưa anh về đây. Anh không chỉ là một kỹ sư có tài, mà còn là một nhà quản lý năng động nữa. Cảm ơn anh. Trong thời gian anh không có ở công ty, tiến độ thu hồi công nợ tôi đã giao cho tổ thu chi bên này. Họ làm việc rất là tốt, anh cứ yên tâm. Trước tiên thì tôi xin nói lời cảm ơn đến các bạn. Vì trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tuy là tôi bị tai nạn, nhưng mà công việc của công ty chúng ta vẫn tiến triển tốt đẹp. Và hôm nay tôi trở lại công ty, tôi nhìn thấy được bản thành quả của các bạn đã lao động trong khoảng thời gian qua, tôi cảm thấy rất là vui. Và tôi hy vọng trong khoảng thời gian tới chúng ta sẽ phát triển hơn nữa. Các bạn có giúp tôi không? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ vô vấn đề chính của ngày hôm nay. Em chú ý cái phần này, đây rất là quan trọng. Còn đây nữa nè, em chú ý kỹ nha. Nè em. Xin lỗi, em nghe điện thoại tí nha. Ừ, em cứ tự nhiên. Có chuyện gì vậy chị? Bích Quê hả? Chị có tin vui báo cho em biết nè. Đức Trọng đã đi làm lại được rồi. Dạ, anh Đức Trọng... Không biết tại sao bữa nay tự nhiên nó tới công ty. Dạ, làm việc lại bình thường rồi em. Cả gia đình chị mừng còn hơn lụm được kho vàng nữa đó.
Thôi, chị bảo em tin vui vậy thôi. Chị cúp máy nha. Dạ, dạ em chào chị. Cố lên, anh làm được mà. Thấy anh giỏi không? Ừ, anh giỏi lắm. Vậy thưởng anh gì đây? Ừ, anh rất là giỏi, rất là đáng được khen thưởng. Vậy anh muốn em thưởng anh cái gì? Thưởng cái gì thì anh chưa nghĩ ra. Mai mốt anh nghĩ ra anh sẽ nói với em. Được rồi. Nhưng mà không được nuốt lời đó nha. Em sẽ không có thất hứa với anh đâu. Quên nữa, thầy ngoéo tay mới chắc ăn. Thầy ngoéo tay nữa hả? Chứ làm sao. Em biết không Nhã Khanh, trước đây anh từng là một vận động viên bóng rổ. Đội tuyển của trường anh lúc nào cũng giành giải thưởng cao nhất, vô địch toàn thành. Vậy mà hôm nay, rồi một ngày nào đó anh sẽ lại là một vận động viên thôi. Em nghe Vũ nói á, lúc trước á, anh còn là một vận động viên bơi lội giỏi phải không? Anh thiệt là đa năng đa tài đó.
khiến em phải khâm phục anh luôn đó. Anh còn có hy vọng không em? Không phải là hy vọng không đâu, mà em chắc là có ngày đó. Anh Đức Trọng à, anh phải cố gắng lên nha. Anh sẽ cố gắng, anh sẽ cố gắng. Miễn sao em lúc nào cũng ở bên cạnh anh là được rồi. Thưa mẹ, con mới về. Con về rồi hả? Dạ. Ủa, sao lâu nay mẹ không thấy con đi chiếc mô tô nữa? Dạ, con bán rồi. Đường xá bây giờ đông quá, đi bất tiện lắm. Rồi, đi vô nhà, mẹ nói con nghe cái này quan trọng lắm. Ờ, chuyện gì vậy mẹ? Đi đi, vô đây, vô đây. Ngồi đây nghe mẹ nói nè. Con biết không, mẹ mới vừa điều tra xong. Cái thằng mà Bích Khuê nó điều trị tại nhà đó, nó bị liệt hết hai chân rồi. Nhà chỉ có một mình nó thôi, không có anh em trai gì hết. Mẹ chắc là con Bích Khuê nó đã có tình cảm với thằng đó rồi. Con Bích Khuê đã nói với mẹ rồi, là nó không có gì hết. Mà mẹ hay suy diễn quá. Mẹ là mẹ nó mà, làm sao mẹ không hiểu tính ý con gái của mình được. Mẹ biết chắc em con đang yêu rồi đó, mà còn yêu dữ dội nữa là khác. Thế nhưng ngoài cái thằng đó ra, mẹ đâu có thấy nó hẹn hò với ai khác đâu. Ngay cả là bác sĩ Nghĩa cũng vậy, nó đâu có đái hoài tới. Bây giờ mình phải làm sao đi con? Ừ, mẹ cứ từ từ đi, chuyện đâu còn có đó mà. Từ từ cái nỗi gì? Bộ con đợi tới tụi nó không thể nào tách rời ra được, rồi con mới lên tiếng can thiệp giùm mẹ hay sao? Chứ bây giờ mẹ muốn con làm cái gì? Mẹ nhất quyết không đồng ý để cho cái thằng đó làm rể nhà mình. Mà thiệt, trời ơi, sao mà con cái nó làm khổ tôi như vậy nè. Bao nhiêu chỗ tốt đẹp tôi đã chọn cho thì không chịu, đi đâm đầu vô cái nhà chẳng ra gì. Có phải là định mệnh hay không? Lỗi là tại mình kia mà. Chẳng lẽ mình làm mà em gái mình lại gánh chịu hay sao? Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn. Một lần khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh ta một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ. Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi. Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử. Cốc nước mặn chát, chàng trai trả lời. Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi. Nước trong hồ vẫn vậy thôi thưa thầy, nó chẳng hề mặn lên chút nào, chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử. Người thầy chậm rãi cất tiếng. Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, và những lúc khó khăn đó giống như thìa muối này đổ đi, mỗi người sẽ hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước này thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích. Em đọc dở quá phải không? Dạ Khanh. Nếu một ngày nào đó anh đã khỏe lại thì giao kèo của chúng ta sẽ chấm dứt. Em sẽ rời bỏ anh đúng không? Ừ, đúng như vậy. Nếu mà anh khỏe lại thì lúc đó em sẽ thất nghiệp. Anh khỏe lại, anh sẽ không để cho em thất nghiệp đâu. Anh sẽ bắt em hầu hạ anh suốt đời. Thôi để em đi lấy nước cho anh uống nha. Anh sẽ bắt em hầu hạ suốt đời hả? Mình làm sao vậy? Nhã Khanh ơi, không được nghĩ ngợi lung tung, không được mơ ước hùng điên những điều chỉ có trong cổ tích, nghe chưa?
Anh chỉ là một giọt nước nhỏ bé thôi. Nhưng từ khi em đến, anh đã trở thành một con sông rồi. Em... Thưa giám đốc, có người cần gặp ạ? Được rồi, ra ngoài. Nếu ai muốn gặp tôi thì hẹn khi khác. Dạ. Cô còn tìm tới đây làm gì nữa? Chuyện hôm trước chưa đủ làm cho cô ê mặt hay sao? Hay tại da mặt cô dày quá? Cô muốn nói gì nói mau đi. Anh à, không còn tình á thì cũng còn nghĩa. Sao anh đối xử với em cạn tàu ráo máng quá vậy? Cái gì là tình, cái gì là nghĩa? Chẳng phải ngay từ đầu tôi và cô đã có hợp đồng với nhau à? Chúng ta chỉ là quan hệ sòng phẳng, ăn bánh trả tiền. Tôi lo cho cuộc sống của cô được đầy đủ sung sướng thì cô có nhiệm vụ phục vụ theo yêu cầu của tôi, vậy thôi. Nhưng mà tôi yêu ông. Cô nói mà không ngại miệng. Yêu tôi, yêu tôi mà sau lưng tôi á thì có lẽ ăn nằm với thằng đàn ông khác. Chuyện đó là gì? Cô không cần thanh minh, tôi không quan trọng chuyện đó nữa. Tôi nói lại một lần nữa cho cô rõ, tôi đã chán ghét cô rồi. Chúng ta đường ai nấy đi, đừng níu kéo tôi nữa, vô ích thôi. Ông nói vậy mà nghe được à? Bao nhiêu năm qua tôi đã hết lòng hết dạ với ông. Tuổi xuân của tôi đã dành cho ông gần hết rồi. Bây giờ ông nói dứt bỏ là dứt bỏ. Như vậy tôi phải sống thế nào? Đó là chuyện của cô, tôi không quan tâm. Ok, không nói vòng vo nữa. Hôm nay tôi tới đây tìm ông là muốn xin ông cho tôi một căn nhà. Nhỏ thôi, không cần lớn, nhưng mà phải ở trung tâm thành phố. Ông cứ coi đó như là một kỷ vật cuối cùng ông tặng cho tôi, được không? Cô bị tâm thần rồi hay sao? Cô nghĩ là tôi đồng ý à? Đúng vậy, ông nhất định sẽ đồng ý. Cô dọa tôi à? Không không, tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Thì làm sao tôi dám hù dọa một ông giám đốc tay to mặt lớn như ông được? Có điều tôi muốn cho ông xem cái này. Chỉ có như vậy mà muốn tống tiền thôi à? Trẻ con lắm. Tôi không có tống tiền ông, tôi xin ông kia mà. Nếu như mà ông không cho thì tôi sẽ buồn lắm á. Mà nếu như tôi buồn thì tôi hay đem chuyện của hai đứa mình ra để ôn lại, rồi sẽ kể cho nhiều người nghe để tăng thêm niềm vui cho chính bản thân mình. Để coi tôi nên kể cho ai nghe đầu tiên ta. À, tôi sẽ đi chùa lễ Phật, tôi sẽ kể cho Phật nghe. À, mà hình như là bà nhà của ông á thường xuyên đi chùa lắm thì phải. Có đúng vậy không hả? Cô muốn kể cho ai nghe đó là chuyện của cô. Yêu cầu cô rời khỏi nơi này trước khi tôi gọi bảo vệ. Ông bình tĩnh đi, chưa có hết đâu. Trong đây nè, còn những đoạn clip rất là thú vị, kỷ niệm tình yêu của hai đứa chúng mình đó, anh yêu. Xem đi.
ông không tin thì cứ chờ đó mà coi. Khốn nạn! Ai đó? Vô đi. Dạ xin phép ông chủ, cháu giờ thay qua. Cô Nhã Khanh. Dạ. Cô hãy trả lời cho tôi biết, tại sao cô tốt đặc biệt với thằng con trai tôi? Cô có ý đồ gì với nó? Dạ xin lỗi ông. Trả lời tôi đi. Sao ông chủ hỏi cháu như vậy? Cháu đã làm công ăn lương thì cháu phải tận tình trong công việc của mình chứ. Có thật như vậy không? Cháu hoàn toàn không có ý đồ gì xấu hết á. Cháu không hiểu tại sao ông chủ cứ nghi ngờ cháu hoài à. Tôi xin lỗi cô. Thật ra thì tôi cũng có lý do riêng của tôi. Thôi dọn dẹp đi. Dạ xin phép ông chủ, cháu ra ngoài. Không biết họ đang nghi ngờ mình cái gì nữa. Dạ chào bác sĩ. Để tôi lên báo cho cậu Trọng biết là bác sĩ đã tới. Thôi khỏi, không cần đâu. Nhã Khanh nè, tôi nhờ cô chút việc được không? Dạ được. Tôi đi vội quá, quên mất gói quà tặng cho chị Đức Hiền ở bệnh viện rồi. Cô vui lòng đến đó lấy về giùm tôi nha. Dạ được, nhưng tôi tới đó rồi, tôi lấy ở đâu hả bác sĩ? Cô cứ tới phòng trực của bác sĩ khoa ngoại, rồi đưa tờ giấy này, sẽ có người lấy giùm cô. Mà cô có chạy được xe tay ga không? Cô cứ lấy xe tôi mà đi. Nhưng nhớ là phải có bằng lái đàng hoàng đó nha. Dạ thôi được rồi, để tôi đi bằng xe đạp của tôi được rồi bác sĩ. Nhã Khanh. Nhã Khanh. Nhã Khanh.
Em nhờ Nhã Khanh đi giúp giùm em chút việc rồi. Em thay Nhã Khanh phục vụ anh được không? Không cần đâu. Tôi cũng không cần giúp gì đâu. Giả lại, làm sao tôi dám nhờ bác sĩ giúp chứ? Anh cứ nói vậy. Hai bác và chị Đức Hiền đều coi em như người nhà. Chỉ có anh là coi em như người xa lạ đến phát ghét thôi. Để em giúp anh ngồi lên nha. Không sao đâu, anh ngồi một mình được mà. Ủa, cô có phải là Nhã Khanh, người nhà của Đức Trọng không? Dạ đúng rồi bác sĩ. Dạ chào bác sĩ. Cô đến đây có việc gì không? Dạ bác sĩ Bích Quê nhờ tôi qua lấy đồ. Bác sĩ tìm giùm tôi nha. Cô đợi tôi chút. Dạ. Nè cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ. À, cô Nhã Khanh à, anh Đức Trọng sao rồi? Dạ, anh Đức Trọng dạo này khỏe lắm. Bác sĩ Bích Quê khen hoài à. Cô giỏi thiệt đó. Tôi nghe kể nhiều và phục cô lắm. Trong việc điều trị anh Đức Trọng, vai trò của cô không có nhỏ đâu. Dạ, tất cả công lao là nhờ các bác sĩ ở đây. Và công lớn nhất là bác sĩ Bích Quê. Chứ tôi đâu có giúp được gì đâu. Cô khiêm tốn quá à. Dạ thôi, tôi xin phép bác sĩ tôi về. Tạm biệt cô. Dạ. Cái anh chàng Đức Trọng vậy mà tốt số. Nhanh lên, đi nhanh lên. Chị, chờ em với. Chị, sếp phụ em đi. Bỏ đồ vô. Chị ba, hôm nay mình đi đâu vậy? Cả nhà mình kỳ này đi Mũi Né chơi đó, em thích không? Em thích quá à, em thích biển lắm á. Cho
Tốt lắm. Tốt lắm anh Đức Trọng à. Nhã Khanh, em vô đây. Dạ, có phải gói đồ này không bác sĩ? Đúng rồi, cảm ơn cô nha Nhã Khanh. Nhã Khanh, em ngồi xuống đây. Anh cho em coi cái này nè. Hay lắm đó. Đi, ngồi xuống đây. Em nhìn nè. Em xem đi, chân anh có cảm giác rồi nè. Em chúc mừng anh nha. Thôi, em xin phép về đây. Bích Khoa về đi. Cảm ơn em nhiều nha. Thôi được rồi, bây giờ em phải chải tóc cho anh. Sáng nay ngủ dậy mà không thấy em, anh không rửa mặt, không chải tóc luôn. Anh đúng là lười biếng ghê luôn á. Mấy cái công việc đó anh vẫn tự làm một mình được mà. Nhưng mà anh thích em làm. Tại vì anh phạt em á, sáng nay bỏ anh ở đây một mình. Em bỏ đi đâu mà không nói cho anh biết, vì vậy anh phạt em đó. Em xin lỗi, lúc đó em thấy anh đang ngủ say. Với lại bác sĩ Bích Khuê. Anh biết rồi, em không có lỗi gì cả. Tại vì anh thích em làm cho anh thôi. Thôi được rồi, em làm cho anh. Để em giải nha. Thôi được rồi, bây giờ thì em chuẩn bị đi. Em chuẩn bị gì? Chuẩn bị đồ đi đến công ty. Không lẽ hôm nay bỏ việc sao? Anh tới công ty hả? Em đi chuẩn bị nha. Chào cô, hôm nay lại gặp cô ở đây, thật là may quá. Chào chị. Cái thai chắc hành lắm hay sao mà thấy cô xanh hơn lúc trước nhiều vậy? Dạ, dạ không. Cái thai nó không hành em. Đứa bé này biết thương mẹ. Vậy thì tốt quá. Nhưng cái thai không hành, sao trông cô tiều tụy quá vậy? Chẳng lẽ... Chị ơi, em biết phải làm sao đây hả chị? Em bị người ta lừa. Bây giờ em muốn mang nhà chữa, nhà thì không có, công việc cũng không có. Em phải làm sao đây hả chị ơi? Em chỉ muốn chết thôi. Bậy nè, chẳng lẽ người đàn ông đó lừa cô hả? Dạ. Lúc mà anh mới quen em á, anh nói là anh với vợ anh đã ly hôn rồi. Bây giờ chỉ chờ con cái của anh lớn lên là lập gia đình thì anh sẽ cưới em đàng hoàng. Nhưng mà
Bây giờ em phát hiện ra anh ấy vẫn còn sống với vợ con. Em thiệt là không đáng tâm phá vỡ hạnh phúc của người ta. Với lại em nghe nói là con trai của anh ấy bị tai nạn liệt hết hai chân, bây giờ còn đang nằm điều trị. Em sợ lỡ nếu như mà cậu ấy biết chuyện thì lỡ có chuyện gì á. Chị ơi, chị, bây giờ em phải làm sao đây hả chị? Cô nói sao? Con trai của người đàn ông đó bị tai nạn liệt hai chân. Dạ, em nghe chính miệng anh ấy kể cho em. Trước đây em tin anh ấy lắm, tại vì anh là giám đốc của một công ty xây dựng rất là lớn. Lẽ nào anh là gạt em hả chị? Cô nói sao? Ông ấy là giám đốc một công ty xây dựng. Dạ, anh còn khoe với em anh có hai đứa con. Một là giám đốc của một công ty quá mỹ phẩm, rồi một là giám đốc của một công ty tin học. Giờ em biết rõ gia đình của anh như vậy. Em phải đành tìm cái chết thôi à. Em không muốn xen vào hạnh phúc của người ta. Cô có thể nói tên ông ấy được không? Ông nhà tôi quen nhiều người trong ngành xây dựng lắm. Dạ, anh ấy tên là Hoàng Đức Khả. Hoàng Đức Khả. Thêm một tên nữa bị giết. Tên đầy tớ trung thành của ta ở trường Hogwarts. Đuôi trùng à, Harry Potter giỏi lắm thì cũng bằng ta là cùng thôi. Chuyện đó ta đã quyết rồi, sẽ không còn tranh cãi gì nữa hết. Nhưng mà im coi, ta nghĩ ta nghe thấy tiếng con Nagini. Và giọng nói của người đàn ông thứ hai thay đổi, hắn bắt đầu phát ra những âm thanh. Hay đời, để cho người ngồi trên xe lăn vậy? Đi năn nỉ mình, đúng không? Thôi cho tôi xin lỗi đi, tại vì tôi hồ đồ quá, tôi nói bậy. Tôi xin lỗi nha, xin lỗi mà. Nè, cô lấy tay nè, cô đánh đi. Đó, đánh đi. Còn hơn là cô cứ giận vậy hoài, tôi khó chịu lắm. Hoài Tím, em rất cảm ơn anh vì những dòng chữ thân thương này. Thank you.
muốn làm gì làm đi. Cái gì vậy? Lỗi cho em, em không có cố ý. Khi mà biết chuyện á, em đã mấy lần muốn hy sinh rồi. Em không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của ai hết á. Nhưng mà chị ơi, em chết đi á thì quá dễ dàng rồi. Nhưng mà còn giọt máu mà em đang mang trong bụng, nó vô tội. Em không đành lòng làm hại nó. Chị ơi, em không ngờ trời Phật xui khiến để hai chị em mình gặp nhau, quen biết nhau. Tôi cũng không ngờ được. Thôi, cùng ngồi lên đi. Cô không có tội gì cả. Nếu có, là cái tội quá ngây thơ, quá tin người thôi. Em thật sự rất là bàng hoàng khi biết chị là vợ của anh ấy. Phải chi em chưa kể gì với chị. Âu đây cũng là ý trời. Ý trời xui khiến cho chúng ta gặp nhau. Chị yên tâm đi. Khi mà em biết anh ấy vẫn còn sống chung với vợ, là em đã quyết tâm rời bỏ anh ấy rồi. Huống chi bây giờ em biết vợ anh ấy là một người phụ nữ hiền lành, đức độ như chị đây, thì em càng quyết tâm hơn. Dù có chết á, em cũng quyết rời xa anh ấy. Em không làm điều gì ảnh hưởng xấu đến gia đình của chị đâu. Cảm ơn cô. Nhưng cô tính cách nào? Em đã tính rất là nhiều cách rồi. Phải chi em có được một số tiền lớn thì em sẽ về quê mua đất xây nhà rồi nuôi con khôn lớn. Tất nhiên là em sẽ không bao giờ tiết lộ cho con em biết cha của nó là ai. Nhưng đằng này, suốt bao nhiêu năm sống với anh ấy, dù rất là nhiều lần anh ấy gợi ý mua những món quà đắt tiền cho em, nhưng em luôn từ chối. Giờ em chỉ còn bàn tay trắng thôi. Mẹ con em chỉ có nước là tìm đến cái chết thôi chị ơi. Tôi tính như vậy, cô nghe thử coi có được không nghe. Chị giải gì em cũng nghe theo hết. Tôi biết cô không phải là người có lỗi. Đứa bé trong bụng của cô lại càng không. Và tôi cũng vậy. Mọi tội lỗi là do ông chồng trăng hoa của tôi gây ra. Vì gia đình của mình, tôi phải thu xếp. Tôi sẽ tìm cách đưa cho cô một số tiền đủ để cô mua đất, cất nhà và làm vốn nuôi con. Nhưng đổi lại, cô phải rời bỏ Sài Gòn này và không bao giờ được liên lạc với ông ấy nữa.
Dạ. Điều đó chị không căn dặn thì em cũng làm mà. Nhưng mà chị ơi, em chỉ sợ là anh ấy sẽ ngăn cản em. Hay là chị đừng nói cho anh ấy biết chuyện này nha chị. Em hứa là em sẽ lặng lặng rời khỏi Sài Gòn. Anh ấy sẽ không biết em ở đâu mà tìm hết. Nếu vậy thì được rồi. Cô hãy về nhà và đợi tin tôi. Dạ. Khi nào có tiền tôi sẽ gọi cho cô. Chị giống như là Phật Bà Quan Âm cứu nhân độ thế vậy. Không những chị không trách mắng em, mà chị còn tìm cách giúp đỡ mẹ con em nữa. Em không biết phải nói sao nữa. Thôi, cô về đi và đợi tin tôi. Nè anh. Ở nhà có gì lạ không bà? Trong nhà mọi thứ đều cũ mềm, chỉ có bên ngoài mới có của lạ thôi. Bữa nay bà sao vậy? Trước đây ông nói ông sẽ mở cho tôi một tài khoản riêng, ông đã làm chưa vậy? Tự nhiên bà nhắc chuyện đó, lúc đó chính bà từ chối mà. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi, tôi muốn có tài khoản riêng. Ông mở ngay cho tôi đi. Bà muốn thì tôi mở. Nhưng có điều tôi thắc mắc, bà mở để làm gì? Còn tôi, có bao giờ tôi thắc mắc những khoản chi tiêu riêng của ông chưa? Có bao giờ tôi thắc mắc ông chi cho cô này bao nhiêu, ông chi cho cô kia bao nhiêu chưa? Bữa nay bà sao vậy? Bà nói tôi nghe coi. Ông phải tự hỏi mình kìa. Ông hỏi tôi để làm gì? Suốt bao nhiêu năm nay, từ khi về làm vợ ông, tôi vẫn một lòng yêu chồng, thương con, tận tụy lo cho cái nhà này. Còn ông, ông cứ mặc tình ra đường, giở trò bướm ông mèo mỡ. Bà ghen tuông vô lối vậy làm sao tôi nói được?
Tôi đau lòng lắm ông biết không? Vậy mà tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng để giữ tròn hình ảnh của ông trước mắt các con. Nhưng mà tôi làm cái gì bà nói như vậy? Ông không làm gì sao? Ông dám thề với tôi là ông chưa bao giờ quan hệ với người phụ nữ khác bên ngoài không? Sao tôi phải thề với bà? Vô lý. Không thề cũng không sao, mà ông có thề á, tôi không có tin đâu. Bây giờ ông mở ngay tài khoản riêng cho tôi với số tiền ban đầu là 2 tỷ. 2 tỷ? Bà cần 2 tỷ làm gì? Tôi không có quyền chi xài sao? Mọi khoản chi tiêu tôi phải xin ông duyệt sao? Không phải, nhưng đây là một điều bất bình thường, tôi cần phải biết. Nhưng tôi không thích nói. Tại sao bỗng dưng bà ấy lại làm gì vậy? Bà cần tiền để làm gì? Chuyện này có liên quan gì tới con khốn Mỹ hay không? Không được, mình phải theo dõi mới được. Tại sao không bắt máy đi? Sao cứ để ren hoài vậy? Bà ta hứa là sẽ cho mình một số tiền lớn mà. Mà số tiền lớn khoảng bao nhiêu? Có khi nào bà ấy đổi ý không ta? Sao mà trong lòng nóng như lửa đốt vậy? Nghe máy đi. Tình hình này mày kéo dài á, chắc con căng thẳng chết mất. Con đã cảnh báo với mẹ nhiều lần rồi, bây giờ nhà nước á, họ kiểm tra chặt chẽ hơn trước nhiều lắm, mà mẹ không chịu nghe con. Mẹ tin tiền sẽ mua được tất cả. Rồi đây con coi, mẹ sẽ chi đẹp hơn và mọi khó khăn sẽ qua thôi. Mẹ đừng chủ quan, con không muốn đùa giỡn với pháp luật chút nào hết đó. Bây giờ chúng ta có cả một hệ thống nhà thuốc. Mẹ, mình hãy làm ăn chân chính để tồn tại đi mẹ. Trời, mẹ có làm gì ác nhân thất đức đâu mà con biểu mẹ là không chân chính. Chẳng qua là mình né tránh thuế được chút nào hay chút nấy thôi. Suy cho cùng, nếu như mà mình có gian lận một chút xíu thì cũng đâu có ảnh hưởng gì trầm trọng tới nền kinh tế quốc gia đâu con. Con không phải là dân học luật hay là kinh tế chuyên nghiệp, nhưng cũng biết trốn thuế đã là vi phạm pháp luật rồi. Mẹ còn kêu con á, thu gom mua những loại thuốc gần hết đát đem về Việt Nam để sửa đát lại. Như vậy là tội ác rồi đó mẹ. Cái thằng kia, mày la lớn lên cho công an vô còng đầu mẹ mày luôn đi. Con Bích Khuê mà nó biết được sự thật này là nó không để yên cho mẹ con mình đâu. Nếu mà mẹ biết vậy á, tại sao mẹ không dừng lại? Mẹ không nghĩ đến nhân cách của con thì cũng phải nghĩ đến danh giá của Bích Khuê chứ. Nó đang làm việc ở cơ quan nhà nước đó mẹ. Bởi vậy từ nào tới giờ mẹ mới giấu nó. Con thấy đó, mẹ phải khổ cực biết bao nhiêu mới gây dựng được cái hệ thống nhà thuốc Bích Châu như vậy. Nếu như mà mình bỏ qua không làm tiếp nữa thì mất bao nhiêu cơ hội tốt, con có biết chưa? Nhưng mà mẹ ơi, con... Mẹ biết,
con không hoàn toàn ủng hộ mẹ, nhưng xưa giờ con vẫn làm theo lời mẹ. Bởi vì chính bản thân con vẫn biết rằng đường dây của mình kiếm tiền quá ngon lành, kiếm đô la cũng quá dễ dàng. Mình đã lỡ rồi con, không thể nào dừng lại được đâu. Con không bao giờ tranh luận lại với mẹ hết đó. Nhưng mà con chỉ e rằng một ngày nào đó mẹ con mình sẽ trả giá đắt. À, cái thằng này, sao bữa nay mày nói chuyện xui quá vậy? Dạ, con chào hai bác. Anh Đức Trọng lần này cần được động viên nhiều trước khi vào phẫu thuật. Lần này tất cả mọi người đều rất hy vọng, hai bác đừng quá lo lắng. Gia đình của bác nhờ cả cháu và tất cả y bác sĩ ở bệnh viện, sau này bác sẽ đền ơn xứng đáng. Kìa, sao bác lại nói chuyện ân nghĩa ở đây? Cháu cũng như người nhà thôi mà. Bác giàu Đức Trọng cho cháu đó, ráng giúp nó nghe cháu. Dạ, hai bác cứ yên tâm. À, cháu có người quen đang cần người chăm sóc bệnh nhân. Cháu thấy không lâu nữa anh Đức Trọng sẽ lành lặn. Không biết hai bác có ý định nào với Nhã Khanh không ạ? À? Nếu cần, để cháu giới thiệu việc làm khác cho cô ấy. Ồ không, hai bác không có ý định cho Nhã Khanh thôi việc đâu cháu à. Khi anh Đức Trọng khỏe hẳn, vẫn cần người giúp việc riêng sao bác?